nhằm triển khai những bước cụ thể để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế song phương giữa việt nam và cộng hòa liên bang đức bộ công thương việt nam và bộ kinh tế năng lượng liên bang đức đã ký tuyên bố chung về phát triển kinh tế thương mại và công nghiệp tại lễ ký kết, bộ trưởng bộ kinh tế năng lượng liên bang Đức Anmayer cho biết, Việt Nam luôn là đất nước mà chính phủ và giới doanh nghiệp Đức dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Với các thế mạnh của mình, Cộng hòa Liên bang Đức sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, mà trọng tâm là phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số. Ủng hộ Việt Nam tại ủy ban châu Âu trong việc ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh đánh giá cao sự quan tâm của chính phủ và doanh nghiệp cộng hòa liên bang đức đối với việt nam bộ công thương sẽ luôn thực hiện tốt vai trò của mình trong việc làm cầu nối giữa doanh nghiệp hai bên để cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng những mục tiêu và lợi ích của hai bên và tiếp tục trao đổi để sớm thành lập phòng công nghiệp và thương mại đức việt